Tọa lạc ở phía đông châu Á với nhiều đảo hợp thành, Nhật Bản dù không có điều kiện địa lý thuận lợi nhưng từ ngàn xưa vẫn khiến thế giới trầm trồ thán phục với những sự phát triển toàn diện của họ. Đậm đà bản sắc truyền thống nhưng người Nhật cũng vô cùng cầu tiến và đi đầu trong ngành công nghiệp thời đại mới, trong đó nổi bật phải kể đến trò chơi điện tử. Xứ sở mặt trời mọc là quê hương của rất nhiều trò chơi trứ danh như Super Mario, Tekken hay PES, cũng như các công ty phân phối máy console nổi tiếng nhất thế giới như PlayStation của Sony, máy chơi game cầm tay của Nintendo hay thậm chí là các hệ máy game thùng. Thế nhưng thật bất ngờ khi biết rằng so với những nước trong khu vực như Hàn Quốc, Trung Quốc, thể thao điện tử Nhật Bản lại tỏ ra hụt hơi khá khá và thậm chí là không thực sự có điểm nổi trội khi đặt lên bàn cân với các quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam hay Thái Lan. Đây là điều thật sự đáng tiếc khi Nhật Bản là một trong những thị trường tiêu thụ game lớn nhất thế giới và họ cũng có thừa tài năng, thừa tiềm lực để khai thác ngành công nghiệp eSports vô cùng béo bở này. Vậy đâu là những nguyên nhân khiến cho thể thao điện tử Nhật Bản trở nên nhạt nhòa? Các vấn đề pháp lý. Nhật Bản vẫn luôn nổi tiếng là quốc gia có những điều luật tương đối khắt khe và thậm chí là kỳ lạ. Điều này cũng vô tình trở thành một rào cản với nền thể thao điện tử nước này. Cũng như thể thao truyền thống, các khoản phí cho việc cá cược trong eSports là điều không thể thiếu, vừa tăng sức hấp dẫn cho giải đấu, vừa tạo thêm nguồn thu để duy trì các hoạt động tập luyện cũng như thi đấu. Thế nhưng tại xứ sở Hoa Anh Đào, bộ luật hình sự của họ có điều luật cấm các hình thức cá cược đối với một thể thao. Chỉ có 4 môn được đặt cách là đua ngựa, đua mô tô, đua xuồng máy, cá cược đá bóng, toto hay keirin, đua xe đạp. Bên cạnh đó, chính phủ Nhật Bản trước tình trạng nghiện game của rất nhiều thanh thiếu niên đã cho siết chặt các quy định về sử dụng dịch vụ internet và giờ chơi game đối với người dưới 18 tuổi. Đạo luật Fuehō áp dụng cho các trung tâm trò chơi giải trí, trong đó các quán cà phê eSports hay còn gọi là PC bar sẽ chịu sự chi phối và cấp phép hoạt động của Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia, khiến cho họ bị kìm hãm, không thể nào vận hành cơ sở theo đúng ý tưởng của mình và thường chuyển sang những mô hình kinh doanh dịch vụ khác để có lợi nhuận cao hơn mà lại tránh được các vấn đề pháp lý lằng nhằng. Thêm vào đó, từ ngày 1 tháng 4 năm 2020, giới hạn thời gian chơi game của người dân dưới 18 tuổi là 60 phút mỗi ngày trong tuần, chỉ được phép tăng lên tới 90 phút trong ngày nghỉ lễ. Những điều này gây ảnh hưởng nặng nề đến các phong trào thi đấu eSports trong cộng đồng người chơi và rất khó để các tuyển tập viên đãi các tiềm vàng cho ra những tài năng cho con đường thi đấu chuyên nghiệp. Hệ máy console bá chủ. Không cần phải là một người tìm hiểu sâu về đất nước Đông Á này, chúng ta cũng biết được rằng nơi đây chính là vương quốc của hệ máy console. Từ giai đoạn nửa sau thế kỷ 20, phong trào chơi game trên hệ máy này đã nở rộ ở Nhật Bản. Các tập đoàn công nghệ như Sony, Nintendo cũng thi nhau cho ra lò sản phẩm của riêng mình để phục vụ cho nhu cầu tăng cao trên thị trường. Và cho tới nay, những chiếc máy chơi game cầm tay hay những chiếc PlayStation made in Japan vẫn là món hàng uy tín trong lĩnh vực game trên toàn thế giới. Vì bản chất hệ máy console là máy chơi game tại gia, nên các trò chơi được phát hành trên nền tảng này cũng thường là offline, đi theo cốt truyện, hoặc duo, chơi cùng bạn bè, chứ không mang tính chất thi đấu online. Thêm vào đó, các công ty sản xuất máy console mà tiêu biểu là Sony cũng tỏ ra vô cùng cởi mở với đối tác từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ chia sẻ văn hóa và ngôn ngữ của mình với các nhà phát hành. Do đó, việc truyền đạt các ý tưởng, kế hoạch và các yêu cầu giữa các bên không bao giờ là một vấn đề đối với họ. Dễ hiểu rằng chẳng có gì khó khăn khi họ dễ dàng đạt được những thỏa thuận độc quyền với nhau, một yếu tố cực kỳ quan trọng để công ty chiếm lĩnh được thị trường. Các công ty từ phát triển game cho đến phim ảnh đều được Sony hỗ trợ vô cùng nhiệt tình, giúp cho ra mắt những sản phẩm mang cổ phần, tài nguyên của Sony. Đổi lại, công ty này sẽ có được vị thế hùng mạnh trong nền công nghiệp giải trí. Bạn không chỉ có thể chơi game trên dàn PlayStation của Sony, nghe nhạc bằng loa của Sony hay xem phim do hãng Sony sản xuất. Những điều đó đã giúp công ty này có tầm ảnh hưởng khủng khiếp và người Nhật cũng ưu ái hệ máy console hơn bao giờ hết. Và đây chắc chắn không phải là điều mà thể thao điện tử mong muốn. Hầu hết các game eSports được thi đấu phổ thông hiện nay đều diễn ra trên PC theo mô hình giới hạn một bản đồ kết nối nhiều máy tính. Hóa chăng cộng đồng game thủ Nhật thi đấu sôi nổi ở PES và game đối kháng như Tekken, nhưng các hoạt động eSports của cả hai trò chơi này đều không phổ biến trên diện rộng thế giới, nên người Nhật thường chỉ có thể thi đấu với một số quốc gia tại khu vực và tất nhiên như vậy không thể tạo được tiếng vang lớn. Đặc thù văn hóa xã hội. Chúng ta không ở đây để phân tích văn hóa chơi game của người Nhật theo một cách bài bản chi tiết đầy đủ cơ sở nhất, nhưng để nói một cách dễ hiểu thì người Nhật Bản từ lâu đã rất nổi tiếng với tính cách cần mẫn, kỷ luật, ý chí vươn lên. Vì vậy mà sự nghiệp với họ là quan trọng hơn cả. Cuộc sống thường nhật hầu như chỉ là học tập, làm việc, game chỉ là nhu cầu giải trí đơn thuần và thậm chí bị xem là vấn nạn cần được loại bỏ. Phải nói rằng những quan điểm cứng nhắc như vậy vài năm trở lại đây đã được xóa bỏ, nhưng trò chơi điện tử trong tâm thức của nhiều người Nhật vẫn là phụ, không cần thiết.
Chính vì lẽ đó mà các hoạt động eSports ít được chú trọng và chỉ được đầu tư phát triển trong vài năm gần đây. Bên cạnh đó, người Nhật cũng chuộng sự ổn định từ những giá trị lâu đời và lòng tự tôn dân tộc rất cao, trong khi những sản phẩm game tại nước họ lại có chất lượng tốt. Điều này khiến cho những trò chơi ngoại nhập như CSGO, Dota 2, FIFA rất khó xâm nhập và trở nên phổ biến ở Nhật Bản. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là người Nhật kỳ thị những con game ngoại lai. Trên thực tế, họ vẫn dành tình cảm cho Overwatch, Hearthstone, League of Legends. Thêm vào đó cũng giống như Việt Nam, nhiều năm trước, truyền thông Nhật Bản đã xây dựng hình ảnh eSports trong mắt công chúng có phần tiêu cực, dẫn đến những nhận thức không đúng của người dân về môn thể thao này. Nên một thời gian dài sau này, eSports mới chỉ tạm dừng lại ở vai trò là một thú vui, hơn là một nghề nghiệp lâu dài có thể kiếm ra tiền. Và chính vì trọng sự nghiệp nên nhiều người Nhật không dám cho con em của mình đánh cược ở lĩnh vực mới, chỉ dừng ở mức tiềm năng này. Những năm gần đây, chính phủ cũng đã bật đèn xanh bằng nhiều chính sách nới lỏng hơn để thể thao điện tử Nhật Bản có thể tự mình phát triển. Đó là dấu hiệu vô cùng đáng mừng cho các tín đồ eSports. Có thể khẳng định, tiềm năng của thể thao điện tử Nhật Bản là vô cùng lớn và chỉ cần được cho phép, được giải mã, được định hướng đúng cách để nó phát triển một cách tối đa. Trên thực tế, những trò chơi đối kháng như Tekken, Mortal Kombat hay bóng đá điện tử như PES từ nhiều năm nay đã là thế mạnh của các tuyển thủ Nhật và họ đã bắt nạt rất nhiều quốc gia, càn quét rất nhiều giải đấu khu vực. Thế nhưng, vậy thôi là chưa đủ. Họ cần phải phát triển môn thể thao thời đại mới này một cách toàn diện hơn nữa, tại nhiều trò chơi, nhiều thể loại hơn nữa. Có như vậy, thể thao điện tử Nhật Bản mới có được vị thế tương xứng với những gì mà họ đã làm trong kinh tế, giáo dục, y học, khoa học hay thậm chí là chính trò chơi điện tử.